là hôm nay là thầy không có lên lớp, tại vì là nó bị nó có một chút nó tục tặc về lục tục tặc kỹ thuật về cái vấn đề là thầy đi tác nghiệp á, cho nên là mấy em mới thấy thầy có cái bộ dạng giống như ngày hôm nay, mà thầy sợ mấy em chờ đợi cái lớp học lâu quá, tại vì thầy thấy mấy em cũng rất là nôn nao ha. Tại vì tới cái bài tiếp theo là nó cũng khá là quan trọng, là cái bài tập luyện á. Thầy là đang nằm bệnh viện nhưng mà thầy trốn, thầy trốn hiện ra để dành một buổi cho các em và thầy vô lại cũng được. Cái tay này nó đang bị nặng lắm. Cái lý do mà bị nó bị tai nạn gần như bánh em là do hôm qua thầy tác nghiệp, cho nên là nó cũng tới công chuyện quá, đang cần tiền gấp á, cho nên là cũng chơi cái ba cái chiêu trò chút xíu mà không ngờ nó bị phản. Hôm bữa trước nói với mấy em là mấy cái remote đồ này nọ thì nó thầy tác nghiệp thì nó liên quan đến cái dòng remote đó. Ủa rồi luôn, bây giờ có một tay này sao làm nữa đó. Thì bữa trước thầy đi tác nghiệp, thầy cũng do thầy cần tiền quá cho nên là thầy cũng nhét cái chip, nhét cục chip vô đây ha. Cái chip vô đây mà thầy cũng thầy tham thầy tính xuống sát cái trận đó luôn, cho nên là thầy nhét tới hai cục để tới hai con chip vô trong thí sinh. Làm thí sinh thì bài thầy nhét vô hết rồi, thầy là vô là thầy vô máy, với lại là chỗ trực tiếp là thầy qua một bên hết mà. Thầy kêu dòng họ thầy vô luôn mà. Hết dòng họ thầy vô luôn. Qua bên kia ở hết mà, đâu có ở bên mình đâu. Trời ơi, kể cho mấy em nghe này, nó vô thì bắt đầu là nó chơi được 5-7 chân thì thầy thấy là vô rồi, thầy thấy ngon rồi, đâu thầy xả vô kim nữa ha. Thầy chấp xuống lúng xuống 5 like luôn mà. Thầy cầm cái cầm này, thầy bấm thấy mẹ thầy luôn, thầy bấm mà nó không xin nhơ, thầy càng bấm thì cái con gà, cái thí sinh của mình nó đá càng dữ. Một hồi là nó lụm cái con bên kia luôn đó, nó lụm cái con bên kia thì bắt đầu là thầy cũng hết biết đường mò luôn rồi. Không bắt đầu thầy ôm nó lên thì thầy rút cái cục sạc ra thì thầy mới biết là bà nội cha nó, cái cục sạc nó hư, nó đâu có pin đâu. Nhét hai cục vô luôn mà có pin bậm gì đâu, để làm bấm muốn hư cái remote luôn, bấm thấy mẹ luôn. Rồi xong rồi chưa, rồi xong rồi ở đầu cái là chung gì xong hết rồi thì bên kia rồi là trọng tài nó mới phát hiện được đó, thì nó mới phát hiện được là nó mới lòi hai cái cục này ra nè, lại vừa chung đủ mà lại vừa bị như vậy nè. Thôi sợ quá cái này rồi, chắc gửi lại cho cái công ty NASA rồi, không dám xài nữa, tự bỏ nha. Chơi cái này là không có được, chơi cái này không được, khuyên các em là nên tự bỏ nha, không có chơi cái thể loại rồi, để thầy chỉ về hãng lại. Bởi như cái bộ dạng này là mấy em biết rồi. Thì cái bài học hôm nay là cái vô cái bài mà mình tập luyện này, mình tập luyện thí sinh. Tối quá. Đó, mình tập luyện cho thí sinh. Mà làm gì làm nha các em, thì thầy vẫn còn ngầu ha. Bao ngầu. Lúc nào cũng giữ hình ảnh, lúc nào cũng phải ngầu hết trơn. Để tập luyện. Thì tập luyện thí sinh thì nó chỉ có một cái cách tập duy nhất thôi mấy em, là
một cái tập duy nhất thôi là chúng ta cầm cái thí sinh của mình, chúng ta thảy thì mình sẽ chọn một cái bàn vừa tầm đó thôi, vừa cỡ này là được rồi, vừa ngang hông mình là được. Thì mình đứng cách xa cái bàn khoảng tầm cỡ chừng cái khoảng cách của nó là 2 mét ha, từ 2 tới 3 mét, nói chung là 3 mét trở lại. Thì chúng ta tiến hành là chúng ta thảy cái thí sinh của chúng ta để cho nó bay, cho nó đậu lên đây ha, nó đậu lên như thế này. Thì cái đó là nó vừa luyện cái cờ cánh nè, cái cờ cánh và cái cờ đùi, và cái cờ cánh là thứ nhất. Hai cái cờ này là hai cái loại cờ mà nó hoạt động trong cái bài tập này nhiều nhất. Cái thứ ba là cái sự thăng bằng của thí sinh của mình ha. Mình phải cho nó có một cái sự thăng bằng, nó phải giữ thăng bằng được ở trên không, thì lúc mà nó đi thi thì lúc đó thì nó bay ở trên thì nó rất là tốt, nó tốt hơn nhiều ha, nó không có bị mất thăng bằng. Vì lý do là gió máy hay là quạt gió đó là không có ảnh hưởng tới nó, không có ảnh hưởng tới nó được. Thì cái này thì nhanh thôi mấy em, cái này thì tập thì nó nói chung là nó cũng đơn giản. Thì mình lựa những cái thí sinh nào mà nó dạng một chút xíu ha, nó đừng có nhát quá, chứ để mà mấy em mà không có thuần được nó là mấy em thảy lên một cái là nó bay luôn, nó bay mãi mãi luôn là không có bắt được nó nữa. Cho nên khi mà chúng ta tập luyện là thầy khuyên các em là nên tập ở cái nơi kín đáo ha. Thứ nhất là kín đáo, kín đáo, tránh chỗ đông người. Cái thứ hai là cái phòng tập là càng nhỏ càng tốt, phòng tập nhỏ càng tốt ha, nhỏ càng tốt, kín đáo là để khỏi nhiều người dòm ngó, khỏi nhiều người bắt chước mình những cái bài tập của mình ha. Cái đó là vấn đề thứ nhất, cái đó là quan trọng nha. Cái thứ hai là chỉ có một mình với lại thí sinh của mình thôi, thì cái thí sinh của mình nó đỡ bị sợ hơn, nó không có sợ theo cái hiệu ứng đám đông đó. Rồi cái đó là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là cái phòng tập nó phải nhỏ, để khi mình thảy lên như này thì nếu mà nó bay lên á thì mình còn bắt được, chứ mấy em tập mà ngoài trời là nó bay luôn nha. Nhớ lời thầy nói nha, nó bay là nó sẽ bay luôn, và các em không có bắt nó lại được. Cho nên là tránh là tập ở ngoài trời, càng phòng càng nhỏ càng tốt đó. Thì thầy sẽ demo 2-3 lần cho mấy em xem là cái cách mà thầy tập và thầy thấy cái con gà nó như thế nào. Thì mấy em về nhà để mấy em luyện 1-2 lần, 3 lần chưa được thì chúng ta hãy luyện nhiều lần đó, chúng ta hãy luyện nhiều lần ha. Thì nó cũng đơn giản lắm em. Thì chúng ta cầm ở cái hướng thẳng ở cái bàn này là nó phải đối diện với mình, rồi mình cứ thảy. Thì thầy có một tay ha, thì thầy không có demo được cái này, thì thầy làm đỡ cho mấy em xem. Bây giờ mấy em tự luyện nha. Thì chúng ta cầm nó như thế này, và chúng ta phải chùng cái gối xuống một chút xíu ha, chùng hai cái gối xuống một chút xíu ha, cho nó giống như là cái dáng mà mình ở trong môn võ thuật nó gọi là đứng tấn. Có nghĩa là muốn tập thí sinh thì mình phải biết đứng tấn cho nó vững đó, đứng tấn hai cái đầu gối mình nó phải vững thì mình mới giữ thí sinh của mình ở cái mức độ là nó yên tĩnh và nó thăng bằng được. Rồi chúng ta cứ thảy đó, chúng ta cứ thảy như thế này đó, thấy không, nó nằm như một đó, con này nó dạng rồi, thảy nè đó, thấy không đó. Thấy không, thầy thảy đứng đó là nó đứng nằm yên đó, thầy chờ đó, đồ mô 3 lần thôi nha. Coi lại lần thứ tư nè, mấy em nào chưa hiểu thì hãy xem lại ha. Thảy nè đó, thấy không, thầy thảy là nó sẽ đứng đây và nó luyện được cái cơ đùi và cái cơ cánh nha. Đó thì cái quy trình mà tập của nó thì mấy em cứ tập luyện cho nó cứ mỗi ngày ha, tập luyện mỗi ngày, và một ngày thì tùy theo cái thể lực của thí sinh của mình mà mình tập.
mình tập nói chung là mình tập ít thôi để mình giữ pin cho thí sinh của mình, nó còn mình hứng lúc nào thì mình tác nghiệp lúc đó nữa, tránh trường hợp là mình tập thí sinh của mình nó tới cái giai đoạn là nó kiệt sức ha. Đó, tập vừa phải thôi, đây đó, đó thấy không ha, cứ thảy như thế này đó thì nó sẽ giữ cái thân bằng. Thì nếu mà mấy em tập một cái thời gian mà 1 tuần 2 tuần 3 tuần, hoặc là con nào mà chậm lắm là 4 tuần, thì khi mà mấy em thảy lên thì nó sẽ đứng như thế này. Hiện tại bây giờ con này là thầy mới tập này, nó cũng làm vậy không à, nó không có đứng được. Mấy em tập đến khi nào mà cái thí sinh của mình vừa bay lên một cái nó đáp nó đứng, nó giống như là cái môn mà thể dục dụng cụ gì đó, người ta bay lộn nhào lộn ở trên không xuống mà nó đứng cứng ngắc á, thì lúc đó là các em đã thành công rồi đó. Có nghĩa là cái cơ đùi của nó rất là tốt và cơ cánh của nó với thằng bạn đó là tốt ha. Rồi thầy đi vô bệnh viện nằm tiếp nha, tới giờ rồi, bây giờ chích thuốc rồi, đau quá là chịu hết nổi rồi, nhớ nha, học nha. Rồi khi nào mà thầy ra viện rồi thầy mình sẽ tiếp tục là cái bài số 3, cái vấn đề là cái lớp học số 3 là cái vấn đề phone gà ha. Rồi vậy thầy chào các em nha, chúc các em thành công, có gì thì gửi email qua cho thầy nha.